và hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ giữ vững tinh thần này. Mọi người đồng ý thì vỗ tay một cái thật to hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Xin
điều mà đi chơi mong đợi nhất của các cô gái của chúng ta là gì? Thì chúng ta tham gia có rất nhiều những câu trả lời, thế nhưng mà có lẽ điều mà chúng ta mong muốn nhất là ngày hôm nay các bạn hãy thật sự tỏa sáng hết sức mình, bởi vì ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của các bạn. Còn cá nhân tôi thì tôi mong muốn vào giờ phút này, anh cho nhỏ một tí, anh nói cái điều này cho nó trân trọng. Còn bây giờ thì tôi mong muốn một điều này. Với những người đẹp vừa xuất hiện này, thì có rất nhiều các fan hâm mộ dành cho họ những tràng vỗ tay. Còn bên cạnh tôi đây là một người đẹp cực kỳ chất lượng, cực kỳ đáng ngưỡng mộ, Á Ngọc Thủy Vân. Tôi đề nghị tất cả mọi người dành cho Thủy Vân một tràng vỗ tay cho mình nha. Thì nghĩ là tim của mình